chào cả nhà thân yêu đã trở lại với kênh của Úc Ngọc. Úc Ngọc kính chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe nha. Và hiện tại Úc Ngọc đã có mặt tại chùa Linh Ẩn, chùa Tọa Lạc tại ở Long Bình, An Phú với cả nhà. Và hiện tại thì Úc Ngọc đến trong một cái ngày gọi là gầm tháng giêng. Gầm này là gầm lớn trong năm nha cả nhà. Và nơi đây thì Úc Ngọc đã di chuyển ra ngoài trước để quay cận cảnh cho cả nhà mình xem về người dân đến để kính viếng cũng như tham quan ngôi chùa. Và hôm nay Úc Ngọc đến cũng khá là đông đó cả nhà. Người dân ở đây người ta bán đồ rất là nhiều, và xung quanh thì cũng rất là náo nhiệt, như là mua bán nè, kính viếng tham quan đại khái là như vậy. Thì đây là cổng chùa của chùa Linh Ẩn, còn được gọi là chùa ông Năm. Giờ đây Úc Ngọc xin mời cả nhà chúng ta cùng Úc Ngọc đi vào bên trong để tham quan cái khung cảnh mà người dân đến để kính viếng này tốt đẹp. Hôm nay rất là đông nha. Người ta đến mua bán đại khái là cuộc sống, vì cuộc sống mưu sinh đó cả nhà. Hai bên đường mà vào chánh điện của chùa đó cả nhà thì người dân đến bán rất là đông ha. Ở giờ đây Úc Ngọc xin mời đi vào bên trong. Thường thì chùa sẽ có thể là để xe tự tiện đó, mình để trong chùa cũng được, và mình để bên kia chùa cũng được, nơi mà tượng Phật đang ngự. Nơi đây thì cũng có bảo vệ, nhưng mà mình có thể để xe trong chùa cho nó an toàn luôn đó cả nhà. Và giờ đây thì Ngọc sẽ di chuyển lên trên chánh điện để chúng ta tham quan luôn ha. Hơi tối á. Giờ này Úc Ngọc đi ngay cái giờ mà sư tụng thì thôi. Mình nhìn xuống rất là đẹp nha. Nếu như mà cả nhà đi buổi sáng thì không có gì để bàn luôn á.
vì cảnh trời lên ẩn ở An Giang, ở thị trấn An Phú, ở thị trấn thị xã Long Bình, rất là đẹp. Mà buổi tối chúng ta nhìn tượng của Đức Phật, đẹp lắm, nhiều màu lắm cả nhà. Hơi tối ha. Giờ chiều cả nhà nên Út Ngọc không có đi vào bên trong được, để Út Ngọc xin di chuyển ra ngoài sau để chúng ta cùng tham quan cái khung cảnh ngoài sau chánh điện nha, rất là tuyệt vời và rất là đẹp luôn cả nhà. Cả nhà đến buổi sáng thì chúng ta có thể chụp hình ngay cái cầu mà mình sẽ di chuyển qua đây. Đã mất, như là các vị Phật tử được gửi vào chùa chẳng hạn. Mà nơi đây chúng ta sẽ kính viếng tượng của ngài Đạt Ma Sư Tổ. Không được vào chánh điện thì chúng ta chỉ được đi tham quan bên hông của chánh điện cả nhà. Là một dòng xung quanh của chánh điện hiện tại thì ở đây Thục Ngọc xin di chuyển xuống bên dưới để chúng ta cùng tham quan xung quanh ở
khu vực của chùa. Thì không biết khu vực của chùa ngoài sau Ngọc không biết là có mở cửa để cho mình tham quan ngoài sau hay không, thì Úc Ngọc cũng xin thử chúng ta đi ra ngoài sau ha. Giờ đây thì người dân như các vị người ta đánh đánh quý và đông đó cả nhà. Chạy đâu rồi? Xem. Vậy thôi đi ra trước. Quay mẹ ngâm chưa? Ừ chưa. Bên hông chùa mỗi khi chúng ta bước vào cổng là cả nhà, bên trái cả nhà đó là tượng của mẹ Quan Tham Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Thì trước khi vào chánh điện thì cả nhà ghé qua đây để chúng ta vái lại mẹ, rồi xong thì chúng ta mới di chuyển lên chánh điện. Vì hồi nãy Úc Ngọc đi thẳng vào chánh điện để quay cho cả nhà mình xem luôn, nên giờ đây thì khi bước ra Úc Ngọc mới có thể quay được. Và giờ này thì ngoài sau chùa cũng đóng cửa nên Úc Ngọc cũng không có đi ra ngoài sau được, chỉ có thể di chuyển qua bên hông thôi. Thì Úc Ngọc quay một vòng thôi thì đi qua bên tượng Phật cao 25m để chúng ta cùng tham quan khung cảnh ha. Người ra người vào người tới người lui rất là đông vui cả nhà ơi. Thì Úc Ngọc cũng mong cả nhà mình có thể nhân một ít thời gian vào buổi tối chúng ta để đến chùa Linh Ngọc ha. Bên hông của chùa Linh Ngọc thì người dân bán đồ rất là nhiều. Đây là tượng Phật A Di Đà. Vào buổi tối ở chùa Linh Ẩn đây có rất là nhiều màu sắc. Đông tối quá. Ngài đứng uy nghi rất là cao luôn á. Chúng ta sẽ đi xung quanh chân của Đức Phật. Hồi trước đây là cái hồ nước màu gạo lò, là cái hồ sen á cả nhà, rất là đẹp. Bây giờ
thôi nha. Sau khi Mộ Úc Ngọc đã di chuyển qua bên tượng Phật để tham quan cũng như là bên chùa Linh Ẩn kính viếng thì giờ đây Úc Ngọc cũng xin kết thúc video. Kính chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống và đã theo dõi Úc Ngọc trong thời gian qua. Nếu có được chi sai sót thì mong cả nhà quan hệ cho Úc Ngọc nha. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại trong Úc Ngọc cũng kính chúc cả nhà một mùa Tết cũng như tháng Giêng thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Trân trọng kính chào cả nhà.